Đấy, như ta nói là cái tín hiệu, cái phổ tần số của ảnh Laplace của tín hiệu gián đoạn nó sẽ là sự chồng lớn của tín hiệu phổ tần số của tín hiệu liên tục dịch đi về bên phải bên trái những cái khoảng là y omega lớn, đúng không ạ? Thế cho nên là phổ tần số của tín hiệu gián đoạn ấy, đúng không ạ? Nếu đây là phổ tần số của tín hiệu liên tục, đúng không ạ? Đây, x lớn g omega là phổ tần số của tín hiệu liên tục, thì phổ tần số của tín hiệu gián đoạn nó sẽ có dạng như thế này, đúng không ạ? Hoặc dạng như thế này, đúng không ạ? Tùy thuộc vào cái gì các? Có dạng một, dạng thứ nhất hay dạng thứ hai tùy thuộc cái gì ạ? Các em có nhìn thấy cái chuột tôi chỉ không ạ? Có. Rồi. Dạng thứ nhất và dạng hai nó phụ thuộc cái gì các em? Chúng ta dịch sinh phải nhiều hay ít, đúng không ạ? Nếu chúng ta dịch nhiều thì nó tách thưa như này, đúng không ạ? Nếu dịch ít thì nó sẽ chồng lấn lên nhau. Cái việc dịch ít dịch nhiều nó phụ thuộc cái gì các em? Omega tần số. Omega lớn, chính xác, omega lớn, đúng không ạ? Nếu omega lớn này, với y chúng ta cứ tăng mà, y đây này, y bằng 0 này, đây y bằng 1 này, đây y bằng trừ 1 này, đúng không ạ? Nếu omega lớn mà nó lớn ấy, thì nó sẽ dịch ra khỏi vùng này, đúng không ạ? Nếu omega lớn mà nhỏ, cái omega lớn là cái gì ạ? Là tần số đóng ngắt của phần tử xung. Đấy, phần tử này. Cho nên là nếu mà rơi vào trường hợp thứ nhất ấy, đúng không ạ? Thì từ cái phổ tần số gián đoạn này, ta có thể phục hồi lại phổ tần số liên tục. Tức là từ tín hiệu gián đoạn có thể phục hồi lại tín hiệu liên tục. Nếu ở dạng thứ hai chồng lấn như này, thì ở trong một chu kỳ, đúng không ạ? Tức là chúng ta khi chúng ta phục hồi thì tín hiệu gián đoạn nó phổ tần số nó có vô cùng, cho nên chúng ta chỉ xét trong một chu kỳ thôi, đúng không ạ? Thì trong cái chu kỳ này ta thấy tín hiệu nó dạng như này, như thế này, như thế này, như thế này, đúng không ạ? Chúng ta mất đi thông tin cái ban đầu, đúng không ạ? Mà chúng ta không thể phục hồi lại nguyên vẹn, hoặc là xấu hơn nữa nó có thể gì ạ? Nó sẽ chồng lấn nhiều hơn nữa như thế này, đúng không ạ? Cho nên điều kiện để có thể phục hồi được hoàn toàn nhé, phục hồi hoàn toàn có nghĩa là không mất thông tin, đúng không ạ? Điều kiện giống như điều kiện cần ấy là cái tần số omega này nó phải gì ạ? Nó phải có giá trị lớn hơn một giá trị nào đó, đúng không ạ? Lớn hơn là lớn hơn cái giá trị này này, trong đó giá trị omega này này được xác định bởi tần số của tín hiệu liên tục ban đầu. Và khi nghiên cứu vấn đề này, cái ông Kachanikov người Nga và một ông Shannon người Mỹ, đúng không ạ? Ông phát biểu được cái định lý mà được coi là cái định lý cơ bản của hệ thống gián đoạn. Đấy là cái điều kiện cho phép phục hồi tín hiệu liên tục từ tín hiệu gián đoạn. Cho nên nhiều sách gọi là định lý Kachanikov, ví dụ sách chúng ta viết theo trường phái Nga gọi là Kachanikov, nhưng sách của Mỹ họ hay gọi là định lý Shalom, bởi vì cái tính tự hào dân tộc họ hay gọi tên theo các nhà khoa học của họ. Thế thì cái định lý này phát biểu như sau: để khôi phục được chính xác tín hiệu liên tục XT từ tín hiệu xung, tức là tín hiệu gián đoạn X sao T, thì cái phần tử xung phải có tần số làm việc lớn hơn hoặc bằng 2 lần thành phần cao tần nhất của phổ tín hiệu XT. Tức là omega này phải lớn hơn 2 omega m. Omega m là thành phần cao tần nhất của phổ tín hiệu. Nói cách khác là cái tín hiệu phần tử xung này phải làm việc với tần số càng lớn thì càng tốt, đúng không? Cái đấy từ cái thực tế chúng ta có thể hình dung ra, đúng không ạ? Nếu chúng ta sau, ví dụ sau giả sử chúng ta đo sau mỗi khoảng thời gian là 1 giây, đúng không ạ? Mà cái tín hiệu ban đầu nó biến đổi chậm, đúng không ạ? Tín hiệu ban đầu biến đổi chậm thì chúng ta có từ thông tin ban đầu, từ thông tin đo được ấy, chúng ta có thể suy ra hình dạng của tín hiệu ban đầu, đúng không ạ? Tức là chúng ta biết được sự thay đổi của tín hiệu ban đầu như nào, hay nó khác có thể khôi phục được. Nhưng nếu chúng ta gì ạ? Chúng ta sau hàng 5 giây, 10 giây chúng ta mới đo, đúng không ạ? Tức là cái tần số lúc đấy nó nhỏ hơn rồi, đúng không ạ? Tần số của phần tử xung nhỏ hơn vì chúng ta đo chậm mà, đúng không ạ? Thì chúng ta không thể khôi phục được. Cho nên là điều kiện để có thể khôi phục được hoàn toàn, đúng không ạ? Chính xác là cái omega này, tức là tần số của phần tử xung này phải lớn hơn 2 lần omega m. Tiếp theo, chúng ta sẽ xét đến
các cái tính chất của phép biến đổi Laplace gián đoạn cũng như tính chất của phép biến đổi Z. Cho nên từ cái biểu thức trên ấy, người ta viết lại biểu thức 63, 64, ta được là x sao bằng tổng các cái x it của delta nhân với delta t trừ đi it không. Và thực hiện biến đổi Laplace cái biểu thức đó, chúng ta đưa toàn bộ cái x it không này vào đây. Cái x sao đấy chính là x it không các em ạ. X it không là hàm chấn xong của nó ta gọi. Và x sao vừa rồi bản chất là một, giống như ở đầu bài tôi đã nói. Bây giờ ta lấy ảnh Laplace của tín hiệu gián đoạn đấy thì ta đưa cái tín hiệu đó vào đây nhân với s mũ e mũ trừ st dt, đúng không ạ? Và chúng ta biến đổi biểu diễn nó thành gì ạ? Đây, cái tổng này chúng ta đổi chỗ cái, trong phép này đổi chỗ phép tổng với phép tích phân, thì cái tích phân đằng sau này này, đúng không ạ? Tích phân đằng sau này lại là e mũ s i t không. Vì sao ạ? Ở chỗ này nhá, cái y này ta sẽ chỗ này là có cái it không này, cái biểu thức 6.18 này biểu diễn cái ảnh Laplace gián đoạn của tín hiệu, ảnh Laplace của tín hiệu gián đoạn. Bây giờ ta sẽ xét cái ảnh Laplace đó và xét cái tính chất của nó cũng như là xét cái khái niệm của phép biến đổi Z. Nếu mà muốn xét cái tính chất của phép biến đổi Laplace ấy, gián đoạn ấy, thì đầu tiên ta xét đến cái tính chất của cái biểu thức tần số này, đúng không ạ? Ta nhìn biểu thức tần số này, cái tính chất đầu tiên đấy là tính tuần hoàn, đúng không ạ? Tính tuần hoàn. Tính tuần hoàn vì sao? Vì nó có chu kỳ. Đầu tiên, đúng không ạ? Là tính tuần hoàn. Chỗ này phải nói thêm là cái phép biến đổi Laplace gián đoạn và phép biến đổi Z thực chất là một, người ta thay ký hiệu thôi. Cho nên nếu chỗ nào chúng ta đọc thấy là phép biến đổi Laplace gián đoạn và phép biến đổi Z thì thực chất là một. Em họ. Đấy, tính tuần hoàn là x sao S, tức là ảnh Laplace của tín hiệu gián đoạn thì bằng x sao của S cộng với JK omega. Tính tuần hoàn với chu kỳ là omega. Em lưu ý nhé, đây là khi nói tính tuần hoàn là chúng ta nói đến tần phổ tần số, đúng không? Phổ tần số. Vì sao ạ? Vì đấy, chúng ta có đây này, đúng không ạ? Cái này chính là K, đúng không ạ? Cái y này thay đổi, chu kỳ của nó là omega lớn, đúng không ạ? Nó bằng mà. Vì nó có tính tuần hoàn như vậy cho nên là khi xét cái hàm gián đoạn ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần xét trong một chu kỳ, bởi vì chu kỳ khác nó lại lặp lại, đúng không ạ? Và cái chu kỳ đấy ta sẽ mặc định ta xét là từ cái giải từ trừ j omega trên 2 đến j omega trên 2, tức là một chu kỳ omega lớn, đúng không ạ? Omega lớn là chu kỳ, và chúng ta sẽ xét cái giải này để sau này đơn giản hóa cho biểu diễn, đúng không ạ? Thì người ta đặt một cái biến e mũ st không bằng z, cái biến đấy gọi là biến z. Và sau này cái biến Z được dùng làm cái biến số cho hệ gián đoạn. Và cái khi chúng ta thay cái biến Z này vào cái biểu thức của phép biến đổi Laplace gián đoạn thì cái phép đấy gọi là phép biến đổi Z, đúng không ạ? Chúng ta có, ở trước đây chúng ta có gì? X sao S, đúng không ạ? Thì bằng tổng các cái XI nhân với E mũ trừ S I T0. Bây giờ E mũ S T0 lại bằng Z, thì cái thằng E mũ trừ SIT0 chính là Z mũ trừ Y, đúng không ạ? Và cái biểu thức 6.19 này, đây chúng ta biểu diễn lại biểu thức này, thì biểu thức 6.19 chính là biểu thức của phép biến đổi Z, đúng không ạ? Phép biến đổi Z, tức là nếu có tín hiệu XI, XI là tín hiệu nào ạ? Tín hiệu chấn xong, đúng không ạ? Tín hiệu X tại những thời điểm Y, tức là hàm chấn xong, tức là kết quả của quá trình gián đoạn hóa của một tín hiệu x liên tục, xt liên tục, thì ta thay vào biểu thức này xi nhân z mũ trừ y lấy tổng từ không đến vô cùng thì được một cái biểu thức nào đó của z, cái biểu thức đó gọi là ảnh z của tín hiệu xi ban đầu. Các bạn,
lưu ý XY bây giờ là tín hiệu gián đoạn nhá, không phải là tín hiệu liên tục, em hiểu không? Đấy. Thế thì bây giờ ta mới xét cái tính chất của phép biến đổi Z này. Tính chất phép biến đổi Z này nó tương tự như tính chất của phép biến đổi Laplace. Nó dùng để làm gì? Dùng cho chúng ta trong phép biểu diễn các cái ảnh tính tương đương của các ảnh, đúng không ạ? Ví dụ tổng của hai ảnh, đúng không ạ? Ảnh của một tín hiệu tổng có thể biểu diễn qua ảnh của từng tín hiệu riêng lẻ, vân vân, đúng không ạ? Tính đầu tiên là tính quan trọng, tính chất quan trọng đấy là tính tuyến tính. Tính tuyến tính tức là nếu chúng ta có các hàm x1y, x2y mà có ảnh tương ứng của chúng là x1z và x2z và AB là các hằng số thì ảnh của tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu gián đoạn nhé, đúng không ạ? Thì bằng tổ hợp tuyến tính của các ảnh, đúng không ạ? Chỗ này suy ra chúng ta có A, B, C, D vân vân, chúng ta cộng bao nhiêu, hoặc là AI, đúng không ạ? Nhân với y, tổng các AI nhân với y thì chỗ này bằng tổng các cái AI nhân với x lớn y. Các em lưu ý nhé, ảnh của tổ hợp tuyến tính thì bằng tổ hợp tuyến tính của ảnh. Đấy là tính tuyến tính. Cái này rất quan trọng bởi vì sau này khi chúng ta áp dụng trong các cái phân tích hệ thống hoặc là mô tả hệ thống, chúng ta thường sử dụng tính chất này, đúng không? Tính chất thứ hai gọi là tính chuyển dịch trong miền thời gian. Cái chuyển dịch trong miền thời gian chính là gì ạ? Chính là tín hiệu trễ đấy các em, trễ về trước, trễ ra sau, vân vân, gọi là chuyển dịch. Thế thì nếu như tín hiệu trong miền thời gian mà nó trễ thì cái ảnh Z của nó sẽ như thế nào? Nếu hàm xy có ảnh biến đổi Z là xz và các điều kiện ban đầu bằng không, điều kiện ban đầu bằng không tức là x tại không này, đúng không ạ? X tại những thời điểm sau đó, trước đó một chu kỳ vân vân, trước nhiều chu kỳ đều bằng không cả, đúng không ạ? Thì z của x y cộng trừ k thì bằng z mũ cộng trừ k nhân với xz, đúng không ạ? Tức là ảnh của tín hiệu bị trễ hoặc là sớm thì bằng ảnh của tín hiệu đó nhân với đại lượng z mũ cộng trừ k nếu nó trễ, đúng không ạ? Là trừ thì đây cũng là trừ, nếu nó sớm cộng thì đây cũng là cộng, cái đó. Chứ nói trễ là cái thằng y cộng k tức là về sau, sớm là đứng đằng trước, đúng không ạ? Thì bằng trừ, trong đó k là một số nguyên nào đó, đúng không ạ? Cái tính chất này sau này cho chúng ta biến đổi thì ạ, biến đổi từ cái tín hiệu, hôm nọ chúng ta có cái khái niệm hàm gọi là sai phân ấy, đúng không ạ? Từ tín hiệu sai phân về thành cái ảnh Z kiểu này. Tiếp theo là ảnh của hiệu hữu hạn bậc k. Hiệu hữu hạn là cái sai phân hữu hạn không chứ, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta cũng có tính chất là nếu cái tín hiệu hiệu hữu hạn ngược bậc nhất, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta có này. Chỗ này thực ra là dẫn giải. Chúng ta có Z của delta X, đây là hiệu hạn ngược nha, ta chỉ xét ngược rồi, thì bằng Z của X trừ đi X Y trừ 1, đúng không? Và chỗ này chúng ta được cái gì các em? Z của X Y trừ đi S, đây là nếu áp dụng phép tuyến tính và là tính chất tuyến tính thì ta có gì? Z của hiệu thì bằng hiệu của Z, đúng không ạ? Nhưng chúng ta bây giờ lại xét tiếp gì ạ? Z của XY thì bằng ZX. Z của Y trừ 1 thì bằng gì ạ? Bằng Z trừ 1 nhân X của Y. Chỗ này nhầm đấy các em. Z trừ 1 nhân XY. Chỗ này là đây này, cái biểu thức cuối cùng ở đây này, đúng không ạ? Đây, bằng xz nhân với trừ đi z mũ trừ 1 nhân xy. Chỗ này là cái diễn giải nhưng mà chúng ta phải có đến điều kiện bằng không nữa, em hiểu không? Đây là cái biểu thức cuối cùng đây. Biểu thức cuối cùng chúng ta áp dụng tính chất, ngay cái tính chất tuyến tính và tính chất dịch chuyển trong miền thời gian. Chúng ta sẽ có gì ạ? Cái này bằng hiệu hai cái, thằng này thì chính là xz, còn thằng này chính là z mũ trừ 1 nhân với xz, đúng không ạ? Xz trừ đi z trừ 1 nhân xz, nhóm cái xz ra ngoài ta được 1 trừ đi z mũ trừ 1.
Lưu ý là hai cái tính chất ban đầu là hai tính chất rất quan trọng để biến đổi, để biến đổi. Và cái công thức này nếu chúng ta cái gì em, nếu chúng ta tổng quát hóa nó, chỗ này mà là delta, không phải delta bậc 1 mà delta bậc gì ạ, bậc n, thì chỗ này chúng ta sẽ có gì các em? Tổng quát nó sẽ có là mũ n hoặc mũ k ở đây. Đây, nếu tổng quát thì ảnh của sai phân bậc k bằng 1 trừ z mũ trừ 1 mũ k nhân với ảnh của z. Em nhớ nha, em nhớ cái biểu thức này. Mà nó gần như là gì ạ? Nếu mà so với hệ liên tục thì chúng ta có cái gì ạ? Ảnh của vi phân bậc k thì bằng cái gì các em? Có nhớ không ạ? Ảnh của vi phân bậc k thì bằng s mũ k. S nha, s là cái gì ạ? Là cái toán tử Laplace ấy, nhân với xs. Em không? Cho nên là các em có thể suy hoặc là liên hệ giữa cái ảnh của tín hiệu liên tục với cái ảnh của tín hiệu gián đoạn. Cái đại lượng s ấy nó tương đương với 1 trừ z mũ trừ 1. Đúng không? Cái điều này sẽ được chứng minh về sau nữa, ta sẽ biết là cái ảnh của s có dạng như thế nào. Đúng không? Ở đây ta có sự liên hệ giữa cái s và 1 trừ z mũ trừ 1. Tiếp theo ta có cái tính chất nữa là tính chất giá trị giới hạn của hàm dần trong. Tính chất này cũng tương tự như tính chất giá trị giới hạn đầu, giới hạn cuối của ảnh Laplace. Nó sẽ cho chúng ta xác định cái giá trị đầu, giới hạn cuối, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta hay dùng để xác định giá trị gì ở trong phân tích chất lượng hệ thống? Giá trị xác lập, đúng không ạ? Đây chúng ta có này. Nếu tôi có ảnh Z của tín hiệu gián đoạn, đúng không ạ? Thì tôi có thể xác định gì ạ? Xác định tín hiệu cuối của nó, của cái ảnh của tín hiệu gián đoạn đấy thông qua biểu thức này, tức là lim của xk khi k tiến đến vô cùng. Đây là giá trị cuối, đúng không ạ? Thì bằng lim của 1 trừ đi z mũ trừ 1 x z khi z tiến tới 1. Nếu đối với hệ liên tục thì chúng ta có lim của xt thì bằng lim của s nhân với xs khi s tiến tới 0. Tạm ạ. S tiến tới 0. Đấy. Một tính chất nữa là tính chất biến đổi z tích chập. Tích chập có nghĩa là nào? Tích chập có nghĩa là hai cái ảnh z nhân với nhau. Câu hỏi đặt ra có thể liên hệ cái tính chất này với câu hỏi là nếu tôi có, đúng không ạ, ảnh của bậc hàm nào đó, ảnh z nó bằng tích của hai cái ảnh z khác, thì tôi có suy ra được mối liên hệ của hai cái tín hiệu gián đoạn ban đầu hay không? Câu trả lời là có, và cái mối liên hệ đấy như thế này, đúng không ạ? Nếu tôi có ảnh của f1i là bằng f1z, ảnh của F2Y là F2Z, thì cái biến đổi Z của cái hàm này này nó cho người ta tích của hai ảnh. Hay nói khác là sau này biến đổi ngược Z của hai cái ảnh này để cho ta cái tín hiệu này ban đầu. Tức là chúng ta có tích, tức là tổng của K bằng 0 đến Y, tổng của tích F1K nhân F2Y trừ K, hoặc là F1Y trừ K nhân F2K thì bằng F1Z nhân F2Z. Nếu mà suy ngược ra chúng ta có biến đổi Z và biến đổi ngược Z, thì biến đổi ngược Z của F1 nhân F2Z này sẽ bằng cái tín hiệu này. Các họ. Cái này cho phép chúng ta xác định tín hiệu ban đầu từ tích của hai ảnh. Nó sử dụng rất nhiều trong các cái hệ về sau, khi chúng ta cần phải tìm cái tín hiệu gián đoạn ban đầu. Đấy là cái tính chất, các cái tính chất này đều quan trọng cả, và nó có một dạng rất là
tương đối giống với tính chất của phép biến đổi Laplace trong hệ liên tục. Các em lưu ý tất cả tính chất đấy. Ví dụ tính tuyến tính giống y nhau, đúng không ạ? Tính dịch chuyển tương tự, đúng không ạ? Tính chất của sai phân hữu hạn hoặc là hiệu hữu hạn tương tự như của vi phân, đúng không ạ? Tính giới hạn tương tự, chỉ có điều kia là S tiến đến 0, đây là Z tiến đến 1. Thực ra S tiến 0 chính là cái thằng này. Nếu S tiến 0 thì thằng này cũng tiến tới 1. Tương đương như vậy. Tích chập này tương đương như tích chập của ảnh Laplace. Các em nếu nhớ lại, ta có thể dễ dàng nhớ được cái tính chất của phép đổi Z. Các tính chất này giúp người ta trong việc mô tả hệ thống. Ta sang mục tiếp theo, đó là các tác động điển hình. Các tác động điển hình. Tại sao ta phải nghiên cứu tác động điển hình? Giống như cái hệ liên tục ấy, đúng không? Các tác động này là các tác động có trong thực tế, và nó đại diện cho một lớp các tín hiệu mà nó hay xuất hiện, thường xuyên xuất hiện. Nó đặc trưng cho rất nhiều các cái tác động mà ta nghiên cứu. Ví dụ là tác động điều khiển, thường ta sẽ hay xét cái tác động điển hình giống như bậc thang đơn vị, đúng không? Tác động nhiễu tức thời nó giống như xung đơn vị. Thế bây giờ nếu ta nghiên cứu gián đoạn, ta cũng phải nghiên cứu các cái tín hiệu đó nó biểu diễn dưới dạng gián đoạn như thế nào. Đấy, ảnh của nó ra làm sao. Chính vì thế, đúng không ạ? Chính vì chúng ta muốn nghiên cứu cái ảnh của nó, cái ảnh của nó sẽ là một cái đại diện để sau này ta mô tả hệ thống, đúng không? Trong hệ thống liên tục ta mô tả ảnh bằng ảnh Laplace, thì trong hệ gián đoạn ta mô tả nó bằng ảnh Z. Em hiểu không? Và hầu như cái giai đoạn ban đầu để mô tả hệ thống đó là xác định ảnh Z của tín hiệu gián đoạn nào đó, đúng không ạ? Còn nếu mà xét kỹ hơn, từ một hệ mà nó là gián đoạn, nó là liên tục, thì ta phải chuyển nó thành gián đoạn thông qua cái quá trình lượng tử như khi nãy ta xét. Sau đó có được tín hiệu đấy rồi, ta lại xác định ảnh của nó. Em hiểu không ạ? Cho nên sau này ta xác định cả ảnh của cái quá trình lượng tử, tức là ảnh của cái quá trình phần tử xung làm việc, đúng không ạ? Ảnh của tín hiệu liên tục, ảnh của tín hiệu gián đoạn, ta tìm cái mối quan hệ đấy để có được cách nhận ảnh Z. Muốn mô tả hệ thống thì bắt buộc phải có được ảnh Z. Chính vì vậy, cái mục đầu tiên ta xét đó là phương pháp tính toán hàm ảnh Z của các hàm gián đoạn. Của hàm gián đoạn. Thế thì ở đây là nhỉ, ở đây đặt ra là nếu chúng ta có tín hiệu liên tục và có ảnh S của nó, tức là ảnh Laplace, thế thì có cách nào để xác định ảnh Z của tín hiệu đó không? Tức là chúng ta đi tắt, đúng không ạ? Nếu bình thường người ta làm gì ạ? Từ tín hiệu liên tục ta chuyển sang tín hiệu gián đoạn, lấy cái tín hiệu đấy đưa vào cái biểu thức của ảnh Z, tức là y nhân với em nhân với Z mũ trừ y, đúng không ạ? Tổng y bằng 0 đến vô cùng thì được ảnh Z. Nhưng mà vì chúng ta muốn tận dụng các cái kết quả của hệ liên tục ta đã có rồi, ví dụ ảnh Laplace ta đã có rồi, đúng không ạ? Ảnh Laplace của tín hiệu bậc thang đơn vị là 1/S, đúng không ạ? Của tín hiệu hàm xung đơn vị Dirac là 1, vân vân, đúng không ạ? Thế thì ở đây cái phương pháp này, tức là chỗ này chúng ta xét là làm thế nào để xác định ảnh Z từ ảnh Laplace. Thế cho nên là các bước xác định, mấy bước một xác định hàm ảnh Laplace của hàm liên tục. Hàm liên tục. Sau đó chúng ta xác định cái XZ, tức là ảnh Z, theo cái công thức sau. Công thức này gọi là công thức thặng dư. Em hiểu không? Thặng dư. XZ bằng tổng của cái hàm thặng dư của cái biểu thức này. Chỗ này là hơi khó nhớ, các em phải cố gắng lưu ý nhé. Bởi vì chúng ta sẽ sau này các bài tập, kể cả bài tập thi, nó sẽ có cái phần xác định ảnh Z, đúng không ạ? Của một cái tín hiệu nào đó, hoặc là của một tín hiệu mà có ảnh S. Nếu cần xác định ảnh Z của một tín hiệu cho trước thì ta đầu tiên ta phải xác định là ảnh S của nó. Còn nếu mà
cần xác định ảnh Z của tín hiệu mà cho ảnh S thì ta xác định theo công thức này. Hoặc là có vài phương pháp khác, nhưng phương pháp này là phương pháp tốt nhất, đúng không ạ? Nó đa năng. Các phương pháp khác có thể gặp khó khăn, nhưng phương pháp này nhìn chung là tổng quan nhất. Đây là, quay trở lại, đấy là tổng của các hàm thặng dư của biểu thức Z chia cho Z mũ trừ S, E mũ S T0 nhân với XS. XS là ảnh Laplace của tín hiệu đó, đúng không ạ? Trong đó nói là cái rest này, rest này, rest là được tính theo cái SC. SC, cái SC này là cái gì? Là nghiệm của đa thức mẫu của cái ảnh XS này, em hiểu không? Có bao nhiêu nghiệm cái XS này, có bao nhiêu của đa thức mẫu, đúng không ạ? Hoặc là gọi là điểm cực cũng được, đúng không ạ? Thì tổng này có bao nhiêu thành phần, tức là có bấy nhiêu thành phần hàm thặng dư, và mỗi cái thành phần đấy được tính như sau. Mỗi thành phần đấy tính như sau: 1 trên k trừ 1 giai thừa lim của S tiến tới S, C, SC này là nghiệm nha, đúng không ạ? Đạo hàm bậc k trừ 1, em lưu ý đến cái thằng k trừ 1, đúng không ạ? Của cái biểu thức này, đúng không ạ? Z, Z trừ để E mũ S T0, XS nhân với S trừ để SCK. Trong đó k là cái gì? K là bội, bội số của cái nghiệm này này. Nghiệm tôi vừa nói, đúng không ạ? Nghiệm đa thức mẫu, tức là điểm cực đi. Nếu ta gọi điểm cực thì không phải nói đa thức mẫu, còn nói nếu nghiệm là nghiệm đa thức mẫu. Bởi chúng ta cái XS này nó là một phân số có đa thức tử, có đa thức mẫu, đúng không ạ? Nghiệm của đa thức mẫu ta hay gọi là cực của nó. Trước đây ta xét một cái hàm gì ạ? Một hàm truyền nào đó ta có điểm cực và điểm không, đúng không ạ? Điểm không là nghiệm của đa thức tử, điểm cực là nghiệm của đa thức mẫu. Nếu tôi nói điểm cực thì không cần nói nghiệm của đa thức mẫu nữa, ta hiểu là nghiệm của đa thức mẫu, đúng không ạ? Ví dụ đa thức mẫu là S trừ 1 thì nghiệm của nó là S bằng 1, đúng không ạ? Tức là điểm cực S bằng 1, lúc đấy K sẽ bằng 1 thì nó có 1 thôi. Nếu đa thức mẫu là S trừ 1 tất cả bình phương thì nghiệm là S bằng 1 và bội của nghiệm đó, tức là của cực đó, là K bằng 2, đúng không ạ? Em lưu ý là đây là đạo hàm theo S, đúng không ạ? Cái quá trình tính toán được thực hiện như này: đầu tiên này, ta xác định S, XS này, đúng không ạ? Xác định các điểm cực của nó, tức là nghiệm đa thức mẫu. Sau đó hoặc là viết cả biểu thức này, hoặc là tính cái hàm thặng dư cho từng nghiệm, đúng không ạ? Với mỗi nghiệm ta xác định K, đúng không ạ? Với mỗi nghiệm xác định K, sau đó viết cái biểu thức này, lấy đạo hàm bậc k trừ 1 theo S. Sau khi lấy đạo hàm xong thì lấy lim khi S tiến tới S, SC. SC chính là cái giá trị cực khi đại ví dụ chúng ta có là S bằng 1 đấy, thì SC chính là bằng 1. Các em hiểu không ạ? Công thức này ban đầu thì có hơi cảm giác là hơi phức tạp. Nhưng khi chúng ta nhớ rồi thì nó không có gì phức tạp nữa, đúng không ạ? Đây, giải thích lại: SC là điểm cực của XS, RES là hàm thặng dư, đúng không? K là bội của cực tương ứng, đúng không ạ? Một phương pháp thứ hai, chỗ này ghi lưu ý này: có thể phân tích hàm XS thành các phân thức đơn giản, sau đó sử dụng cái bảng 6.1, tức là trong sách chúng ta ấy, đúng không ạ? Chúng ta có bảng gọi là ảnh Z tương ứng với ảnh S, tương ứng với tín hiệu T ban đầu. Ví dụ 1T có ảnh Z, ảnh S là 1 trên S, và ảnh Z là 1 trừ đi Z mũ trừ 1, đúng không ạ? Ảnh của delta T có ảnh SX là 1 và ảnh Z là gì ạ? Em xem cái này nhá. Nhưng mà cách này này, nó chỉ làm với cái dạng XS này đơn giản, và chúng ta phải mất công phân tích nó thành những dạng đã biết. Cho nên cách này không phải là cách được khuyên cáo lắm, đúng không? Không phải là cách tổng quát, không phải cách gọi là giải thích tốt. Nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái kinh nghiệm của người làm, bởi chúng ta phân tích thành các phân thức đơn giản. Tức là phân thức đó phải biết trước, đúng không?
Cho nên bây giờ ta sẽ xét cái cách thứ hai. Cách thứ hai, giả sử cần tìm ảnh XZ của hàm gián đoạn XY bằng VIT. V là hàng số, Y là cái gì ạ? Cái chỉ số. T0 là chu kỳ gián đoạn. Thực chất cái tín hiệu gián đoạn này nó là kết quả của việc gián đoạn tín hiệu liên tục VT. VT là tín hiệu liên tục, đúng không ạ? Mà có vận tốc biến đổi không đổi là bằng V, đúng không ạ? Cái tín hiệu này gọi là tín hiệu đồng biến, đồng biến theo vận tốc này, đúng không ạ? Ta nhớ này, cái tín hiệu này này nó có ảnh lắp lát là V trên S bình phương, đúng không ạ? V trên S bình phương thì cực của nó, cực của cái ảnh này, đúng không ạ, là S bằng 0, và cực này là cực kép, tức là K bằng 2. Cho nên là cái hàm thẳng dư ấy, cái biểu thức của XZ ấy, nó bằng tổng các hàm thẳng dư, thì tổng đây là bằng 1 vì có một cực, đúng không ạ? Nhưng K ứng với cực đó là bằng 2, đúng không ạ? Còn nếu đây biểu thức này mà lại có hai giá trị, ví dụ S1 bằng 0, S2 bằng 1, thì cái biểu thức tổng đấy sẽ có hai số hạng ứng với S bằng 0 và ứng với 1, và mỗi số hạng đó sẽ có K bằng 1. Nhưng trong trường hợp này chúng ta cứ nhận biểu thức tổng có một số hạng và K bằng 2 ứng với số hạng đó. Cho nên ta sẽ viết lại đầy đủ biểu thức, XZ bằng 1 trên 2 trừ 1 giai thừa, vì K mà, thì là K bằng 2. Lim của S bằng 0 đạo hàm bậc 2 trừ 1 K trừ 1 theo S, đúng không ạ? Của biểu thức nào? Của biểu thức Z trừ Z trừ đi E mũ S T0 nhân với chính biểu thức XS đó là V trên S bình phương, nhân với biểu thức S trừ đi SC. SC đây bằng mấy ạ? Bằng 0, đúng không ạ? SC đây bằng 0. Mũ K. Có nghĩa là ta viết biểu thức này, ta lấy đạo hàm bậc nhất theo S, sau đó lấy lim, đúng không ạ? Bây giờ ta để ý nha, cái 1 trên 2 trừ 1 giai thừa, các em nhớ là cái giai thừa rồi chứ, 2 trừ 1 bằng 1, 1 giai thừa vẫn là 1, đúng không ạ? Chỗ này đạo hàm cho ta, nếu cho S trừ 1 chính là S bình phương, S bình phương ở đây giản ước với S bình phương là hết, chúng ta còn lại là Z, V, Z trừ đi S, E mũ S với 0, đúng không ạ? Chỗ này là đạo hàm của gì ạ? Chỗ này nếu đạo hàm theo S thì trên này là hàng số, đúng không ạ? Trên này là hàng số. Các em nhớ không ạ? Chúng ta có là gì? Trừ đạo hàm của thằng này, đúng không ạ? Lấy đạo hàm thằng này và gì ạ? Mang dấu trừ cái này bình phương, đúng không ạ? ZV là hàng số để nguyên, đạo hàm thằng này bằng gì ạ? Bằng T0 nhân E mũ ST0, cái dấu trừ lại dấu trừ sẽ thành cộng, còn dưới là Z trừ đi E mũ ST0 bình phương, đúng không ạ? E mũ ST0 chính là gì ạ? Bây giờ chúng ta thay S bằng 0 vào đây thì chúng ta được gì? Chỗ này bằng 1, đó. Dưới này cũng bằng 1, đúng không ạ? E mũ 0 mà, đúng không ạ? E mũ 0 bằng 1. Đây là VZT0. Dưới này là Z trừ 1, tức là bình phương. Và ảnh của nó chính là VT0Z trên Z trừ 1 bình phương, đúng không ạ? Lưu ý là ở chỗ này minh họa cách áp dụng công thức thẳng dư, đúng không ạ? Và cái ví dụ vừa rồi là mô tả chúng ta, đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể về nhà ta có thể áp dụng cái phép, vẫn cái phép thẳng dư này, cái biểu thức thẳng dư này cho hàm ảnh của tín hiệu bậc thang đơn vị. Thực ra là tí nữa ta xét điều đó, đúng không ạ? Mục thứ nhất là ta xét là cách xác định ảnh Z của một tín hiệu nào đó, đúng không? Thông qua hai bước, nhưng nếu chúng ta biết được ảnh S rồi, tức này lắp ráp rồi, thì chỉ cần thực hiện cái hàm thẳng dư, tức là bước thứ hai thôi. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định các cái tác động tiền định, đúng không? Hoặc là tác động điển hình thì đúng hơn, đúng không? Tác động tiền định, điển hình, và tìm cái ảnh Z của nó. Thứ nhất là hàm chấn song bậc thang đơn vị. Hàm chấn song bậc thang đơn vị là hàm nhận được từ hàm đơn vị thông qua gì ạ? Thông qua quá trình lượng tử hóa, đúng không ạ?
Nếu như hàm kia nó là gì ạ? Y bằng 0. Nếu T bằng 0, nhón bằng 0, đúng không ạ? Bằng 1. Nếu T lớn bằng 0. Thì ở đây cái hàm chấn song đó, hàm chấn song này chính là 1y, xy mà. Thằng xt nó là 1t thì thằng xy là 1y. Đúng không ạ? Hàm đó được biểu diễn như sau, 1y thì bằng 1 khi y lớn bằng 0, bằng 0 khi y nhỏ hơn 0. Đúng không ạ? Cái này thì dễ hình dung đúng không ạ? Đấy, chúng ta cứ tưởng tượng là có cái phần tử xung nó cứ đóng tại những thời điểm cách nhau t0. Thì ở đầu ra chúng ta nhận được cái giá trị của nó bằng 1, bằng 1, bằng 1, bằng 1, đúng không ạ? Tại những thời điểm cách đều nhau một khoảng t0. Và cái dãy tín hiệu đấy thì gọi là hàm chấn song bậc thang. Vì nó có dạng chấn song, các em nhìn nó giống chấn song cửa sổ, đúng không ạ? Nhưng mà giá trị của nó, chiều cao của nó bằng 1. Vì cái tín hiệu ban đầu bằng 1, đúng không ạ? Còn nếu tín hiệu xt ban đầu mà không bằng 1, chúng ta sẽ có chấn song nhưng mà độ cao khác nhau, đúng không ạ? Đấy chính là xy. Cái hàm này nếu chúng ta đưa vào phép biến đổi z, chúng ta sẽ được ảnh z của hàm chấn song bậc thang đơn vị. Nhưng ở đây ta xác định nhỉ, ta xác định từ cái ảnh s của nó, tức là từ ảnh Laplace. Đây, chúng ta lại thấy gì ạ? Ảnh Laplace của hàm bậc thang đơn vị là xs thì bằng 1 trên s. Cái này chúng ta phải nhớ nhá, đúng không ạ? Những cái thành phần cơ bản là phải nhớ, đúng không ạ? Cái hàm này nó có một cực s bằng 0 và k ứng với cực đó bằng mấy ạ? Bằng 1, đúng không ạ? Và như vậy ta lắp vào công thức kia, chúng ta có gì ạ? 1 trên k trừ 1 dãy thừa, tức là 1 trên 1 trừ 1 là không dãy thừa, đúng không ạ? Không dãy thừa chính là 1. Lưu ý là 1 dãy thừa là 1, không dãy thừa là 1, đúng không ạ? Chứ không phải là không thừa là bằng 0. Cho nên chỗ này là 1, đúng không ạ? Đạo hàm bậc 1 trừ 1 tức là đạo hàm bậc 0, đúng không ạ? Đạo bậc 0 thì lại là chính nó, đúng không ạ? Của gì? Của z chia cho z trừ e mũ st0 nhân với gì ạ? Nhân với 1 trên s, 1 trên s là biểu thức xs này, nhân với s gì ạ? Trừ đi sc, s trừ 0 mũ k, s trừ 0 mũ 1, tức là vẫn lại s. S này và s này giảm đi, đúng không ạ? Cái s này tiến tới 0 thì nó bằng z trên z trừ 1. Z trên z trừ 1 là này, có thể biểu diễn cách khác mà người ta hay dùng hơn. Đấy là chúng ta chia cả tử và mẫu cho z. Nó vẫn không thay đổi, đúng không ạ? Thì ta được là 1 chia cho 1 trừ đi z mũ trừ 1. Em không ạ? Các em có nhớ khi nãy tôi có nói là có cái sự, có một mối liên hệ rất giống nhau giữa cái s ở trong ảnh lắp nát, đúng không ạ? Với cái biểu thức 1 trừ đi z mũ trừ 1 ở trong ảnh z. Ở cái phần tính chất của phép biến đổi z, đúng không ạ? Cái phần sai phân ấy, đúng không ạ? Sai phân hữu hạn ấy. Em nhớ không ạ? Đấy thì ở đây chúng ta cũng lại nhận thấy này, ở đây là s 1 trên z thì đây là